Chào mừng tất cả quý anh chị và toàn thể mọi người nha. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đi quay để giới thiệu đến cho mọi người một lô đất nha. Mọi người đang nhìn thấy góc trái màn hình là cái ranh của lô đất nha. Lô đất này thì có tổng diện tích là 5 hectare, sổ sách đầy đủ nha. Lô đất của mình thì tọa là cái xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình thì hiện trạng đất là đất trống nha mọi người. Đất trống, bác chủ mới cắt hết điều đi và dọn sạch đi để trồng chanh dây và sen sầu riêng nha. Và hiện tại thì bác chủ đã xuống được khoảng tầm 2.000 gốc chanh dây rồi, đang tiến hành trồng sầu riêng nha. Lô đất của mình thì tọa lạc tại vị trí rất là đẹp luôn nha. Đất đỏ, ba gian, tơi xốp, không có sỏi đá. Phía dưới thì ôm một cái dòng suối như đầu video mọi người theo dõi nha. Kèm theo đó là một cái ao rất là nhiều nước nha mọi người. Lô đất của mình thì bác chủ đang mong muốn bán với cái giá là 500 triệu trên 1 hectare có thương lượng nha. Với tổng diện tích là 5 hectare, bác chủ đang mong muốn bán với giá là 2 tỷ rưỡi nha mọi người. Đây là con đường vào đất nha mọi người. Đường này thì là đường đất và đường đất rộng 4m nha. Do ít người đi lại nên người dân tận dụng trồng cà sát vào nha mọi người, chứ không có phải là ranh đường nhỏ vậy đâu nha. Lô đất của này thì có khoảng tầm hơn 100m mặt đường này như này nha, nhưng mà chỉ là đường vào rẫy thôi và cũng là đường thông nha. Đường vào rẫy các hộ dân rồi thông qua đi các rẫy xung quanh nha mọi người. Lô đất này thì mất khoảng tầm 2 cây 6 là đường đất nha, và cũng cách điện và đường nhựa là 2 cây 6 nha mọi người. Từ lô đất này thì mất 2 cây 6 đường đất này thì xe bán tải có thể vào tận đất được. Còn hiện tại là do là mùa mưa nên xe 7 chỗ không có đi được nha. Mùa nắng thì xe 7 chỗ vào tận đất được nha mọi người. Từ lô đất này là mà di chuyển tới trường học là khoảng tầm 4 km, và khu bắt đầu ra đường tới đường nhựa là có tạp hóa buôn bán này nha. Và di chuyển ra tới tỉnh lộ 681 là 7 km, di chuyển về tới Kiến Đức quốc lộ 14A là 18 km nha, và về thành phố Gia Nghĩa là 40 cây. Từ Sài Gòn mọi người lên mảnh đất này là khoảng tầm 220 cây nhé. Mọi người đang quan sát thì em sẽ đi chi tiết cho mọi người theo dõi nha. Lô đất này thì hiện tại là đất rất là bằng đẹp, phía trên bằng đẹp, phía dưới thì thoải nhẹ, và lô đất này thì nằm hướng chéo với hướng đông bắc nên nó cũng khá là khuất gió này nha mọi người. Ở bên cạnh của lô đất này thì xíu em có banana cam, mọi người cố gắng theo dõi thì có một cái vườn sầu riêng cực kỳ đẹp luôn nhé, giáp ranh với lô đất này. Em sẽ đi thẳng theo con đường này và xuống tới suối cho mọi người quan sát nha. Ở dưới thì có ôm một cái suối và nước bao na, bác chủ đã nắp máy vào, có ông cái khắp rẫy này nha. Hiện tại thì chanh dây thì bác chủ mới trồng xuống rồi, chưa có leo lên cây nha mọi người. Bác chủ cắt thì hiện tại cũng giữ lại các gốc đều để mà căng dây kẽm nha, để đỡ phải chôn trụ nha mọi người. Một công đôi việc, và trong thời gian thu chanh dây thì chăm sóc là sầu riêng con nhá. Mọi người quan sát phía trước là vườn sầu riêng của nhà hàng xóm nha, rất là kín gió, rất là đẹp luôn. Mọi người quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nha. Số điện thoại em là 0987 326 906, hoặc kết bạn Zalo để em gửi sổ sách vị trí cho mọi người tham khảo nha. Lô đất của mình thì hiện tại là bữa trước là trồng điều nhưng mà không ăn thua nha mọi người. Điều khu vực này thì năm được năm mất nhưng mà nguồn thu rất là tệ nên bác chủ đã chuyển đổi cây trồng. Lô đất này thì bác chủ có làm sẵn một cái chòi tôn nha, có thể ở và chăm sóc rẫy thoải mái nha mọi người. Phía dưới này thì bác chủ đã mua kẽm và đã chuẩn bị để căng giàn rồi nha, trồng trước 2.000 trụ. Và bác chủ đã xác định là trồng sầu riêng và lắp hệ thống tưới đỏ giọt để mà tưới cả mùa khô, nên bác chủ trồng muộn nhưng mà chấp nhận sẽ chăm mạnh luôn nha mọi người. Do thời tiết bữa nay là mưa nhiều nên rất là ảnh hưởng đến công việc, tiến độ công việc luôn nha. Thế mọi người quan sát cái đất này, đất đỏ ba gian tơi xốp nha. Đất này rất thích hợp cho cây sầu riêng nha mọi người. Hiện tại thì khu vực này thì giá đất dao động từ 6 đến 700 triệu trên 1 hecta, với vườn cà phê có thu nha. Tiện đường xá hơn thì có thể lên đến 800 đến 1 tỷ nha mọi người. Đất trống thì bác chủ rất là thiện chí bán nên bán với giá 500 triệu 1 hecta. Mọi người
cố gắng theo dõi nha. Đây này, còn đây là cái live cam của nó đất nha. Em sẽ bay chậm chậm và chi tiết lại cho mọi người quan sát. Đất rất là đẹp luôn nha. Đất gần như là không bị dốc, nó có cái khe ở giữa kia nhưng mà chỉ là dốc hơi hơi thôi nha, không có dốc mạnh. Đó, phía dưới này là một cái ao và cái suối chảy quanh năm. Xíu nữa em sẽ bay live cam về phía cái cây sầu riêng bên kia cho mọi người quan sát nha. Sầu rất là đẹp luôn. Nên tại vì sao mà em nhắc đến cái vườn sầu bên cạnh rất là nhiều như vậy là ví dụ mọi người có chuyển đổi cây trồng thì có thể nhìn vào vườn sầu đó mà mình đánh giá được cả khu vực này có thể trồng được hay không nha. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi.